Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giành lại vỉa hè, giành lại quyền lợi cho người đi bộ là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong những ngày qua. Đây có thể coi là chiến dịch rầm rộ nhất diễn ra trên quy mô cả nước liên quan đến lập lại kỷ cương đô thị. Với thành phố Vinh, sau 2 tuần triển khai, chiến dịch đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng tồn tại không ít khó khăn. Đây chính là lý do hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Sĩ Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, để làm rõ hơn về vấn đề này. Chương trình do Cổng Thông tin Điện tử Nghệ An phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện. Vâng, thưa ông Chiến ạ, liên quan đến cái chiến dịch giành lại vỉa hè, thì trong 2 tuần qua chúng ta đã giành được những kết quả như thế nào? Cái việc này thì là cái việc làm thường xuyên, hầu như năm nào cũng làm. Năm nay thì có cái đặc biệt hơn là chúng tôi xác định là cái năm trật tự đô thị, cho nên cái việc này được nhận mạnh hơn. Ngoài ra thì cũng năm nay là cái năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết 56 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về cái việc lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông. Thì cái việc này thì chúng tôi cũng đã bắt đầu từ tháng 3, nhưng mà trọng tâm là từ 15 tháng 4 là bắt đầu xử phạt mạnh. Thì kể từ 15 tháng 4 đến cái kết quả về mặt định lượng thì chúng tôi cũng chưa tổng hợp chi tiết. Nhưng mà về mặt định tính thì có thể nếu đến một số cái điểm chính như thế này. Cái thứ nhất là anh em xác định được cái phạm vi cần phải giải tỏa, hay thuật ngữ gọi là chỉ giới đường đỏ. Thì qua cái việc đó để biết được là công trình nào vi phạm, cái loại gì vi phạm, thì cái được đầu tiên là chúng tôi xác định được, đến bây giờ cơ bản là xác định được trên các cái tuyến phố chính trên thành phố. Cái thứ hai nữa là đã tiến hành giải tỏa các cái công trình có tính kiến trúc, chẳng hạn như là bậc tam cấp, rồi nữa là mái che, thậm chí là có một số cái cột điện vân vân. Thì những cái phần cứng mà nằm trong phạm vi giải tỏa thì anh em cũng đã tiến hành làm ở trên các cái tuyến phố chính. Cái thứ ba nữa là một số các cái vi phạm khá phổ biến, chẳng hạn như kinh doanh trên vỉa hè, đậu xe ô tô trên vỉa hè. Còn những cái mà nó thuộc về nữa là ví dụ như công tác tuyên truyền, đến bây giờ thì người dân người ta cũng hiểu rất là rõ rồi, nhờ cái công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng cũng như cái thành lập các cái tổ công tác đến từng hộ gia đình. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái được trước mắt. Thế còn trong quá trình triển khai thì có cái xung đột nào giữa cơ quan chức năng, cái cơ quan thực hiện cái việc này với cái người vi phạm lấn chiếm không ạ? Cái cuộc này như lúc nãy tôi nói là cái ý thức của người dân, người ta rất tốt, rất ủng hộ cơ quan chính quyền, về đa phần là như vậy. Tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến là cũng chưa được đồng tình cao. Chẳng hạn như người ta bảo là vỉa hè của cái đường nó rộng đến 11, 12 mét như vậy, cái bậc tam cấp của tôi chỉ nhổ ra có 30-40 phân, thì người đi bộ làm sao mà đi hết được 10 mét. Thì người ta cũng chưa hiểu hết là cái việc đó là không được, vì vỉa hè là đất công, nó phải trả lại cho công cái đã. Chứ còn làm bậc tam cấp là việc riêng rồi, là của dành riêng cho mục đích riêng thì phải sử dụng đất riêng, chứ không thể sử dụng đất công được. Thì có một số trường hợp như vậy rồi, ít thôi, nhưng mà sau khi mà được giải thích ấy, thì người ta vì hiểu rằng như vậy là không phải là chỉ có dành lại vỉa hè cho người đi bộ, mà là cái việc này là lập lại trật tự. Thế ông có thể nói rõ hơn về cái chỉ giới đường đỏ mà lâu nay chúng ta đã cố gắng để thiết lập lại? Chỉ giới đường đỏ tức là cái phạm vi đất dành cho công trình giao thông được xác định ở trên thực địa và cũng như là trong cái bản vẽ thiết kế của công trình. Như vậy là trong cái chỉ giới đường đỏ đó thì chỉ có dành cho công trình giao thông, chứ không có dành cho mục đích của cá nhân riêng nào khác. Về thực trạng cái lấn chiếm cái chỉ giới đường đỏ thì nó diễn ra phổ biến không ạ? Cái trường hợp này thì nó cũng tương đối là phổ biến, có nhiều cái dạng lấn chiếm. Một là dạng cố hữu, tức là xây dựng công trình kiến trúc cổ lên đó. Cái dạng thứ hai nữa là có lấn chiếm nhưng mà khi cơ quan chức năng đến thì họ lại lui vào. Thì cái dạng này là dạng cơ động, loại thứ hai là loại khó xử lý hơn. Nhưng mà trên thực tế của thành phố Vinh thì có rất nhiều những cái tuyến đường là có chỉ giới đường đỏ rồi nhưng mà chưa giải phóng mặt bằng theo chỉ giới đường đỏ được. Thì cái đó là cái mà cần phải thương lượng giữa cơ quan chức năng với chủ đất. Thì lẽ ra quy hoạch đất đó là đất của giao thông nhưng mà chúng ta chưa có tiền để đền bù, thì nhân dân vẫn đang quản lý. Thì cái đó phải thương lượng, phải vận động nhân dân
Thì có một thực tế là trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại nhiều cái điểm ách yếu về vi phạm vỉa hè, như việc người dân tự ý trồng các cái cây to này, rồi là lấn chiếm nhà cửa, hàng quán hoặc chợ và lấn chiếm vỉa hè để mà buôn bán. Thì đối với các trường hợp này mình căn cứ ở đâu xử lý và xử lý như thế nào? Cái này việc xử lý thì phải theo quy định của pháp luật thôi. Đương nhiên là phải căn cứ vào đó rồi. Còn trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng chưa thể giải quyết hết được tất cả. Thế nên những cái trường hợp còn lại đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục xử lý giống như những trường hợp trước đến giờ vẫn đã làm. Chẳng qua những trường hợp đó chúng tôi có thể là làm chưa đến nơi. Còn cái riêng cái đối tượng mà lâu nay chúng ta vẫn dường như vẫn xuề xòa cho qua một số cái những người mà người ta bán hàng rong trên vỉa hè, và cái việc đuổi đuổi họ ra khỏi địa bàn thì cũng khá là khó khăn, đúng không ạ? Thì với những người mà lấn chiếm vỉa hè để bán hàng rong đi chỗ này đi chỗ kia thì mình sẽ xử lý thế nào? Cái chỗ hàng rong ấy thì là một cái vấn đề khó, và một cái đó là một cái thực trạng thì chúng tôi cũng nhìn nhận và có mấy cái định hướng giải quyết. Cái định hướng thứ nhất là sẽ tới đấy sẽ có những cái quy hoạch, những cái khu phố, những cái đoạn đường cho phép bán hàng rong. Tất nhiên là những cái đoạn đường đó nó nằm vào những cái khoảng sau, nó không ảnh hưởng đến vấn đề giao thông của thành phố, và việc đó phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vân vân. Thì dần dần sẽ quy hoạch những cái khu phố như vậy. Việc thứ hai nữa là cái giải pháp thứ hai nữa là cũng đang ra soát lại để xem những đối tượng nào mà có tính chất thường xuyên kinh doanh thực phẩm tươi sống chẳng hạn, vân vân, những cái loại nữa thì đưa vào các cái khu chợ, sắp xếp bố trí vào các cái khu chợ. Giải pháp thứ hai, còn giải pháp thứ ba nữa là cũng cân nhắc để mà tìm cách chuyển đổi nghề nghiệp. Hiện bây giờ thì chúng tôi cũng đang giao cho các phường xã thống kê xem thử những cái đối tượng bán hàng rong trên địa bàn nó gồm những đối tượng nào, và hoàn cảnh gia đình của họ như thế nào, họ bán những loại mặt hàng gì, rồi nữa là cho phường xã đề xuất giải pháp, rồi chúng tôi sẽ tổng hợp nghiên cứu lại. Trước đây chúng ta vẫn hay nói cái cụm từ rằng là phạt và cho tồn tại, sử dụng vỉa hè như là tức là vẫn có các cái lực lượng chuyên xử lý xử phạt, tuy nhiên vẫn để cho tồn tại. Thì bây giờ liệu chúng ta có giải quyết dứt điểm được những trường hợp này không ạ? Phạt để cho tồn tại, cái khái niệm trong giao thông này thì hiện tại bây giờ tôi thấy không có. Trong xây dựng thì luật nó cho phép một số trường hợp. Trước đến giờ thì đó làm đó thì chẳng khóa là mình làm không đến nơi đến chốn thôi. Chứ còn kinh doanh trên vỉa hè hiện bây giờ là không được phép. Chỉ trừ một số ít những cái trường hợp cá biệt trong luật cho phép. Nhưng những loại nữa thì lại phải đi xin phép, phải có giấy phép hoạt động được. Người dân người ta băn khoăn, nhiều người có gọi về chương trình hỏi rằng liệu chương trình này có kéo dài được lâu hay không, và có rơi vào tình trạng là ném đá ao bèo hay là bắt cóc bỏ đĩa. Đúng là trước giờ chúng ta làm cho nên là người ta không tin, người ta bảo ném đá ao bèo. Không những Vinh mà thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đều như vậy. Lần này thì anh em chúng tôi cũng xác định là cố gắng làm sao cho nó bền vững để tránh cái tình trạng đó. Làm không ồn ào, quan điểm lần này là không ồn ào, nhưng mà phải là hết sức kiên quyết và dứt khoát, và cố gắng duy trì được lâu. Và cái này không thể nói là làm trong bao lâu, mà việc làm này sẽ là việc làm thường xuyên liên tục. Vâng, thưa ông Chiến, là liên quan đến cái việc mà lập lại kỷ cương đô thị cũng như là cái năm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của thành phố, thì ông có ý kiến gửi gì đến người dân ạ? Vâng, cái việc làm này là một cái việc làm rất là khó và cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là nhân dân thì mới thành công được. Về phía cơ quan nhà nước, cơ quan chính quyền ấy, thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm hết trách nhiệm của mình. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng mong muốn là để thành công được thì người dân ủng hộ chúng tôi bằng cách là chúng ta chấp hành tốt pháp luật, không kinh doanh, không cung cấp dịch vụ ở trên vỉa hè. Và tôi cũng đề nghị với lại toàn thể, trước tiên là cán bộ công chức ở trên địa bàn thành phố, hoặc là cán bộ công chức đi công tác tại thành phố Vinh, gương mẫu là không sử dụng dịch vụ ở trên vỉa hè, tuyên truyền cho người nhà không sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch vụ ở trên vỉa hè. Vâng, quý vị và bạn thân mến, những trao đổi trên đây của ông Lê Sĩ Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vinh, đã phần nào làm rõ hơn những điều mà quý vị và bạn quan tâm lâu nay liên quan đến công tác lập lại kỷ cương đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017. Chương trình dân hỏi cơ quan chức năng kỳ này xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn ông Lê Sĩ Chiến. Cảm ơn.